Vụ tấn công bệnh viện ở Gaza khiến 500 người không qua khỏi, gây phẫn nộ khắp Trung Đông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông kinh hoàng trước cuộc tấn công nhằm vào bệnh viện ở giải Gaza, khiến hàng trăm người không qua khỏi. Trái tim tôi hướng về gia đình của các nạn nhân, các bệnh viện và nhân viên y tế vốn được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres viết trên mạng sâu so X ngày 17 tháng 10. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên án vụ tấn công bệnh viện này và yêu cầu bảo vệ ngay lập tức dân thường và nhân viên y tế ở Gaza. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông phẫn nộ và đau buồn sâu sắc trước vụ tấn công này. Phong trào Hồi giáo Hamas đã đổ lỗi cho Israel về vụ không kích nhằm vào bệnh viện Al-Ali Arabi ở giải Gaza vào hôm 17 tháng 10. Theo kênh truyền hình Al-Arabiya, những bức ảnh chụp tại bệnh viện Al-Ali Arabi cho thấy khói lửa nhấn chìm các hành lang của bệnh viện, kính vỡ và người nằm khắp nơi. Trả lời phỏng vấn hãng tin Anadolu, người phát ngôn cơ quan y tế tại Gaza, ông Ashraf al kura nói rằng tới nay hơn 500 người đã không qua khỏi trong cuộc tấn công này. Trong khi đó, Israel đã bác bỏ cáo buộc của Hamas. Họ nói bệnh viện trên bị tấn công do rocket của lực lượng Hồi giáo thanh chiến Islamic Jihad bắn nhầm. Theo đài Al-Jazeera, sự phẫn nộ đang lan khắp Trung Đông sau vụ tấn công tại bệnh viện Gaza. Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại Jordani, thổ nhĩ kỳ liban iran iraq cũng như các thành phố như ramala nằm ở bờ tây để phản đối cuộc tấn công này và thể hiện sự đoàn kết với người dân tại giải gaza